Xin chào các em nhỏ thân yêu lớp 6 của cô nè. Hôm nay cô lại trở lại với các em đây. Và hôm nay cô sẽ truyền đạt đến với các bạn một cái nội dung mới, đó là lũy thừa. Đây là cái nội dung mới mà các em sẽ học ở trong chương trình lớp 6. Và cô sẽ dạy liên tục cho tới cái bài thứ tự thực hiện phép tính luôn nha. Bây giờ chúng ta vào bài luôn nha các con. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là một lũy thừa với số mũ tự nhiên. Thì nếu như cô có số A nhân với A, tức là hai số A nhân với nhau, người ta có thể viết gọn dưới dạng lũy thừa. Hoặc có nhiều số A nhân với nhau, tất cả đây có tất cả là N thừa số. Có tất cả N thừa số A thì người ta có thể viết gọn thành A mũ N. Cái ký hiệu này đọc là A mũ N. Các bạn có thể đọc là A mũ N hoặc là A lũy thừa N. Có hai cách để đọc ha. Cách thứ nhất ta sẽ đọc là A mũ N, cách thứ hai đọc là A lũy thừa N. Trong đó A người ta gọi nó là cơ số và N người ta gọi nó là số mũ. Như vậy, nếu ở đây cô có hai số A nhân với nhau, tất cả các số A này đương nhiên là giống nhau rồi. Nếu có hai số A nhân với nhau thì cô sẽ viết thành A mũ 2 nha. Nếu cô có 3 số A nhân với nhau thì cô sẽ viết A mũ 3. Và ta đọc đơn giản là A mũ 3 hoặc A lũy thừa 3. Và cái chữ nào, cái số nào ở dưới nè thì người ta gọi nó là cơ số. Còn số nào người ta ghi ở bên phải nha, người ta ghi bên phải phía trên thì người ta gọi nó là số mũ. Ta xét chấm hỏi 1. Ở đây ta có 7 mũ 2 thì cơ số là 7, số mũ là 2. Và giá trị lũy thừa có nghĩa là lấy 7 x 7 thì 7 x 7 sẽ được 49. Vậy chỗ này ta điền 49. Tương tự như vậy, 2 mũ 3, cơ số là 2, số mũ là 3. Giá trị lũy thừa là 3 số 3 con số 2 nhân lại thì kết quả chỗ này bằng 8. Ở đây người ta cho trước cơ số là 3, số mũ là 4. Vậy lũy thừa này ta sẽ điền 3 mũ 4. Và giá trị lũy thừa là 4 con số 3 nhân lại sẽ bằng 81. Khi học về lũy thừa thì người ta chú ý với các em là nếu như cô viết là A mũ 2 thì cái ký hiệu này đọc là A mũ 2 hoặc A lũy thừa 2, nhưng ngoài ra người ta còn có thể gọi nó là A bình phương. Người ta còn có thể gọi nó là bình phương. Bất cứ số nào có số mũ là 2 thì người ta gọi nó là A bình phương. Còn cái lũy thừa nào mà có số mũ là 3 thì ngoài cách đọc là A mũ 3, A lũy thừa 3 thì người ta còn có thể đọc là A lập phương. Như vậy đây là hai cái chú ý mà các em chú ý cần nhớ nha. Đối với tất cả những cái lũy thừa khác thì người ta sẽ đọc là A lũy thừa hoặc là A mũ. Nhưng riêng cái mũ 2 và mũ 3 thì nếu mũ 2 thì người ta đọc là bình phương, còn mũ 3 thì người ta đọc là lập phương. Và một cái quy ước, người ta quy ước rằng A mũ 1 thì bằng A. A mũ 1 có nghĩa là có một số A đó các em. Có một số xuất hiện một số A thì một số A thì nó sẽ bằng A. Chúng ta qua phần thứ hai, đó là nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Thì quy tắc này người ta đã trình bày ở trong sách giáo khoa, các bạn tự đọc lại nha. Thì nếu như người ta dạy rằng nếu như chúng ta có một cái lũy thừa A mũ M nhân A mũ N. Các em sẽ quan sát hai, đây là hai cái lũy thừa. Và đặc biệt là hai cái lũy thừa này nó có cùng cơ số là A. A mũ M nhân A mũ N sẽ bằng A mũ M cộng N. Được chưa các em? Phải nhớ thuộc công thức nha. Vậy thì phát biểu quy tắc, người ta có thể phát biểu rằng muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số. Các em thấy cơ số vẫn giữ nguyên nè. Và cộng hai số mũ lại. Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ bài toán người ta yêu cầu các em tính. Người ta yêu cầu hãy tính 2 mũ 2 nhân 2 mũ 3. Thì các em thấy đây là hai lũy thừa. Lũy thừa thứ nhất là 2 mũ 2 đem nhân với 2 mũ 3. Đặc biệt là hai lũy thừa này nó cùng cơ số là 2. Nhớ là phải cùng cơ số nhé. Thì chúng ta có thể vận dụng công thức này. Chúng ta sẽ giữ nguyên cơ số 2 cộng hai số mũ. Và ở đây chúng ta không cần phải ghi ra giống như vậy mà chúng ta cộng nhẩm luôn. Như vậy 2 cộng 3 sẽ là 5.
Như vậy 2 mũ 2 nhân 2 mũ 3 sẽ bằng 2 mũ 5. Lúc này chúng ta sẽ tính 2 mũ 5 ra. Các em lưu ý với cô cái mà các em hay bị sai, các em cứ nhầm hiểu 2 mũ 5 có nghĩa là 2 nhân 5. Bạn nào hiểu là 2 nhân 5 là sai nha các em. Ở trong cái phần số 1 cô dạy là các lũy thừa, các cái cơ số nó giống nhau. Như vậy 2 mũ 5 có nghĩa là 5 lần xuất hiện con số 2. Có nghĩa là 2 x 2 x 2 x 2 x 2 có 5 số 2 nhân với nhau. Và các em lấy máy tính các em bấm ra thì chúng ta sẽ được là 32, chứ không phải là 2 x 5 nha. Cẩn thận cho cô chỗ này. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta thử tính nè. 5 nhân cho 5 mũ 2. Nếu cô có 5 nhân 5 mũ 2 thì các em phải hiểu 5 là bằng 5 mũ 1. Mà 5 mũ 1 nhân 5 mũ 2 thì đây là 2 lũy thừa cùng cơ số. Nhớ là 5 bằng 5 mũ 1 nhé. Vậy chỗ này sẽ bằng 5 giữ nguyên cơ số cộng số mũ 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy nó sẽ bằng 5 mũ 3. Và 5 mũ 3 thì bằng 125. Vậy nếu ta có phép chia 2 lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Người ta dạy rằng nếu ta có A mũ M chia A mũ N thì thực hiện phép tính này bằng cách giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ M trừ N. Và đương nhiên M phải lớn hơn N. Đó là quy tắc ha. Đối với phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì ta cộng số mũ, còn phép chia thì ta trừ số mũ. Chúng ta xét ví dụ, nếu bây giờ cô có 5 mũ 3 cô đem chia cho 5 mũ 2 thì 5 mũ 3 chia 5 mũ 2 áp dụng đúng công thức giữ nguyên cơ số 5 và trừ số mũ, vậy ta sẽ được là 5 mũ 1. Vậy thì 5 mũ 1 sẽ bằng 5. Tương tự như vậy, nếu ta có 10 mũ 8 mà đem chia cho 10 mũ 6 thì hai lũy thừa này cũng cùng cơ số nha các bạn. Chúng ta sẽ giữ nguyên cơ số 10 trừ số mũ 8 trừ 6 sẽ bằng 2. Mà 10 mũ 2 là bằng 10 x 10 tức là bằng 100. Và nếu như cô có A mũ 6 đem chia cho A thì nhiều rất nhiều bạn làm A mũ 6 chia A sẽ bằng A mũ 6. Đúng hay sai các em? Sai nha. Các bạn phải hiểu A ở đây là A mũ 1 chứ không phải là A mũ 0. A không có số mũ thì hiểu nó là A mũ 1. A bằng A mũ 1. Vậy thì A mũ 6 chia A có nghĩa là bằng A, lấy 6 trừ 1 sẽ bằng 5. Vậy A mũ 6 chia A bằng A mũ 5. Tương tự như vậy, nếu giả sử cô có A mũ 4, cô đem chia cho A mũ 4 thì theo đúng công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số A trừ số mũ 4 trừ 4 bằng 0. Ngoài cách tính này ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng kiến thức ở lớp dưới. Nếu cho một số, lấy có một số đem chia cho chính nó, có phải A mũ 4 chia A mũ 4 có nghĩa là số đó chia cho chính nó không? Thì số nào chia cho chính nó thì cũng bằng 1. Vì vậy kết quả của phép tính này là A mũ 4 chia A mũ 4 là bằng 1. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra một cái quy tắc, một cái quy ước là A mũ 0 thì bằng 1. Như vậy đây chính là cái quy ước thứ hai. Lúc nãy chúng ta vừa mới học quy ước là A mũ 1 thì bằng A. Quy ước thứ hai là A mũ 0 bằng 1. Nhớ dùm cô hai cái quy ước này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ học qua thứ tự thực hiện các phép tính. Thì cái thứ tự này cũng chúng ta cũng sẽ học giống như quy tắc các em đã học ở lớp dưới, ở tiểu học đó các em. Nhưng mà trong trường hợp bây giờ là nó có dính tới lũy thừa nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trường hợp thứ nhất chúng ta sẽ xét, nếu biểu thức không có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ đi tính lũy thừa trước, rồi đến phép nhân chia, rồi cuối cùng mới tới phép toán cộng trừ. Thế còn biểu thức có ngoặc thì sao? Biểu thức có ngoặc thì người ta nói rằng chúng ta sẽ làm trong dấu ngoặc tròn trước, sau đó chúng ta mới giải quyết dấu ngoặc vuông và tiếp tục chúng ta sẽ giải quyết dấu ngoặc nhọn nha. Như vậy đây chính là thứ tự thực hiện các phép tính. Nếu biểu thức không có ngoặc, ta sẽ tính lũy thừa đến nhân chia rồi đến cộng trừ. Còn nếu biểu thức có ngoặc thì ta sẽ làm ngoặc tròn trước đến ngoặc vuông rồi mới tới ngoặc nhọn. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái ví dụ về thực hiện phép tính. Cô có bài toán 3 x 5 mũ 2 trừ 16 chia 2 mũ 2. Chúng ta nhận xét, đầu tiên chúng ta thấy bài toán này không có dấu ngoặc. Thì nếu như biểu thức không có dấu ngoặc, chúng ta sẽ làm lũy thừa trước đến nhân chia rồi mới đến cộng trừ. Vì vậy việc đầu tiên các bạn sẽ đổi hai cái lũy thừa này ra. Và những cái chỗ nào không biến đổi thì các em ghi lại. Vậy chúng ta sẽ ghi lại 3,
5 mũ 2 phải hiểu là 5 nhân 5 nha các con. Đừng nhầm là 5 mũ 2 là 5 nhân 2 là sai. 5 mũ 2 là 5 nhân 5 mà 5 nhân 5 là bằng 25. Trừ 16 chia 2 mũ 2 là bằng 2 nhân 2. Vậy thì chỗ này sẽ là bằng 4. Sau đó thực hiện phép có phép nhân và phép nhân, phép chia và phép trừ thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân, phép chia rồi mới tới phép trừ. Như vậy 3 nhân 25 thì chỗ này sẽ ra là 75, 16 đem chia cho 4 thì ta sẽ được là bằng 4. Như vậy tay ta có 75 trừ 4 và kết quả sẽ bằng là 71. Tiếp theo chúng ta xét bài toán B, 3 mũ 6 chia 3 mũ 2 cộng 2 mũ 3 nhân 2 mũ 2. Thì bài toán này chúng ta thấy biểu thức này không có ngoặc. Thì không có dấu ngoặc chúng ta sẽ ưu tiên làm lũy thừa đến nhân chia rồi đến cộng trừ. Có nghĩa là chúng ta phải tính từng cái lũy thừa này ra. Nhưng các bạn hãy quan sát, nếu các bạn tính cái lũy thừa này ra rất là khó khăn, nó sẽ ra số rất là lớn. 3 mũ 6 ra số rất là lớn ha. Bây giờ lỡ người ta cho 3 mũ 100 rồi chia cho 3 mũ 98 thì làm sao mà con tính được. Cho nên đối với những bài toán lũy thừa này chúng ta phải quan sát, đặc biệt là hai lũy thừa này nó là hai lũy thừa cùng cơ số. Hai lũy thừa này cũng cùng cơ số thì chúng ta tính lũy thừa nhưng không sử dụng cái phép tính cái lũy từng cái lũy thừa ra, mà chúng ta sẽ thực hiện phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Còn ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Vậy muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số và trừ số mũ, tức là 6 trừ 2 sẽ bằng 4. Rồi đem cộng cho, đây là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số, giữ nguyên cơ số cộng 2 số mũ, 3 cộng 2 bằng 5. Sau đó chúng ta mới tính từng lũy thừa, 3 mũ 4 thì bằng 81 cộng 2 mũ 5 thì bằng 32. Và chúng ta lấy 81 cộng 32 ta được 113 kết quả. Như vậy ở đây chúng ta cần phải chú ý cái kỹ năng làm bài nha các bạn. Nếu như các cái lũy thừa của chúng ta nó chỉ là phép nhân chia bình thường, các số bình thường như thế này thì chúng ta sẽ tính lũy thừa ra. Nhưng có những cái lũy thừa mà nó lại là thực hiện phép nhân chia lũy thừa nhưng nó lại cùng cơ số thì chúng ta phải vận dụng công thức nhân chia lũy thừa cùng cơ số để cho bài toán nó được gọn gàng, nó đơn giản hơn. Đó là kỹ năng làm bài các em cần phải chú ý. Ta lại xét ví dụ C, ta có 15 nhân 141 cộng 59 nhân 15. Đây cũng là biểu thức không có dấu ngoặc. Thì theo thứ tự chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước, rồi thực hiện phép nhân này, sau đó chúng ta mới thực hiện phép cộng. Nhưng các bạn chú ý cho cô trong bài này, nếu như con nhân này trước rồi chúng ta thực hiện phép cộng thì nó bình thường quá. Mình có thể làm cho nó hay hơn ở chỗ là chúng ta quan sát cái tích thứ nhất, cái tích thứ hai. Cái tích thứ nhất này, trong cái tích này nó có một thừa số là 15. Cái tích thứ hai nó cũng có một thừa số là 15. Thì nếu như hai cái tích mà nó có một thừa số giống nhau thì chúng ta sẽ nghĩ tới tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt 15 ra làm thừa số chung. Rồi, sau đó 15 đặt ra ngoài làm thừa số chung thì chúng ta sẽ viết lại là 100. Tích thứ nhất sẽ còn 141, tích thứ hai sẽ còn lại là 59. Tính chất. Tới đây chúng ta thấy bài toán nó có cái gì? Có dấu ngoặc và phép nhân. Ở đây cô không ghi gì hết, hiểu nó là phép nhân nha. 15 nhân với ngoặc, ai thích thì ghi nhân cũng được, không thích cũng không sao. Nó được ngăn cách ở đây bởi dấu ngoặc rồi thì chúng ta không cần ghi dấu nhân. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên làm dấu ngoặc trước nha. Vậy thì chỗ này sẽ là 15 nhân 141 cộng 59 bằng 200. Rồi, chúng ta sẽ tính 15 nhân 200 thì ta sẽ được là 3.000. Thế đối với bài toán này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây cô nhận xét là chúng ta thấy nó có hai cái tích ha. Thì hai cái tích này thì chúng ta thấy nó gần gần giống như ở bài C chúng ta vừa mới làm. Các bạn thấy hai cái tích, trong hai cái tích này có thừa số giống nhau là số 37. Các em có thể đặt số 37 ra làm thừa số chung. 37 đặt ra ngoài làm thừa số chung và chỗ này sẽ còn là 56 cộng cho 45 rồi trừ cho 37, tức là hai cái tích này cô sẽ áp dụng tính chất phân phối đúng không? Vậy chỗ này sẽ là bằng 37 đem nhân cho 56 cộng cho 145 thì 56 cộng cho 145 thì nó sẽ ra là 101 rồi đem trừ cho 37. Thì lúc này chúng ta sẽ vận dụng quy tắc là trong phép tính thì chỉ có phép nhân và phép trừ, thì ưu tiên phép nhân. Các em thực hiện phép nhân này, sau đó các em trừ cho cái số 37 là xong. Đó là một cách nha các bạn. Nhưng nếu mà bạn nào khôn khéo và thông minh hơn, chúng ta sẽ suy nghĩ.
Một chút thì chúng ta thấy ở đề bài ở cái phần cái thằng ở cái hạng tử phía sau, cái số hạng thứ sau này nè, nó là trừ cho 37. Tại sao người ta lại cho số 37? Chắc chắn nó sẽ có liên quan với hai cái số này. Thì thay vì cô làm giống như cái cách cô vừa mới trình bày thì ở đây cô có thể đem nhân số 1 vào trong này. Các em nhớ là khi cô nhân vào, cô sẽ lựa chọn cái số nào nhân mà làm không thay đổi bài toán. Ở đây cô bắt buộc cô phải nhân số 1. Thì 1 nhân 37 là 37, nó không làm thay đổi bài toán nha. Chứ không phải là muốn nhân số nào là nhân, không thể nhân 2, nhân 3, nhân 4 được đâu. Mà chỉ có thể nhân 1 thôi. Rồi, lúc này thì cô thấy ba cái tích này nó có thừa số giống nhau là 37. Cô sẽ vận dụng tính chất phân phối cho cả ba cái tích này. Thì 37 cô sẽ mở ngoặc ra, tích thứ nhất cô đặt 37 thì nó sẽ còn lại 56, tích thứ hai đặt 37 ra ngoài thì nó còn là cộng 45, tích thứ ba đặt 37 ra thì nó sẽ còn là trừ 1. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc 37, cô viết lại 56 cộng 45 trừ 1 sẽ bằng 100. Các em thấy chưa? Và kết quả cuối cùng ta sẽ được 3700. Các em cần chú ý cách giải của bài tập này nhé, là mình có thể thêm số 1 vào để cho làm cho bài toán nó đơn giản và cách tính nó sẽ gọn gàng hơn ha. Bài toán này thì chúng ta sẽ làm như thế nào các em? Chúng ta sẽ quan sát bài toán này không có dấu ngoặc. Vậy ưu tiên sẽ là làm lũy thừa, nhưng trong bài toán này các em lại quan sát hai cái tích này, mà hai cái lũy thừa này bình thường thì các em sẽ đổi ra đúng không? Thì ở đây cô khoan đổi cũng được. Hoặc là các em đổi hoặc là cô không đổi mà chúng ta giữ nguyên, thì chúng ta thấy trong hai cái tích này có thừa số giống nhau là 2 mũ 3. Cô sẽ áp dụng tính chất phân phối đặt 2 mũ 3 ra ngoài, thừa tích thứ nhất sẽ còn 17, tích thứ hai sẽ còn trừ 14 ghi lại. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tính 17 trừ 4 trước, bởi vì trong ngoặc ta tính trước và lũy thừa đồng thời tính luôn. Vậy thì 2 mũ 3 sẽ bằng 8, nhớ là 2 mũ 3 bằng 8 là 2 x 2 x 2 chứ không phải là 2 x 3 nhé. 2 x 3 là sai, 2 mũ 2 là 3, số 2 nhân với nhau ta sẽ được 8. 17 trừ 14 sẽ được là 3 và 8 x 3 bằng 24. Cô lại có bài toán sau. Thì trong bài toán này ta có, bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ quan sát để chúng ta tìm coi các cách làm chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì bài toán này đây là một bài toán có dấu ngoặc nha. Trong bài toán này thì nếu nó có dấu ngoặc thì ta sẽ ưu tiên làm dấu ngoặc trước. Ngoặc thì nó lại có gì? Trong ngoặc thì nó lại có lũy thừa, phép nhân và phép trừ. Được chưa các em? Vậy thì thứ tự chúng ta sẽ làm lũy thừa trước, đến nhân hai cái phép nhân này, sau đó chúng ta sẽ làm phép trừ. Xong rồi chúng ta mới thực hiện cái phép trừ ở bên ngoài. Như vậy có nghĩa là 80 trừ, mở ngoặc ra, 4 nhân 5 mũ 2 bằng 25, trừ 3 nhân 2 mũ 3 bằng 8, bằng 80 trừ. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện hai cái phép nhân này đồng thời. 4 nhân 25 thì sẽ bằng 100, trừ 3 nhân 8 là 24. Sau đó chúng ta sẽ tính ngoặc 80 trừ 100 trừ 24 ta được 76, sau đó lấy 80 trừ 76 ta được 4. Cô lại có bài toán sau. Ở đây chúng ta quan sát bài toán này. Bài toán này có dấu ngoặc nha các bạn. Có dấu ngoặc nè, ngoặc tròn, ngoặc vuông, phép trừ và phép chia. Vậy thì ưu tiên làm gì? Ta sẽ làm trong ngoặc tròn trước. Nếu biểu thức có ngoặc, ta ưu tiên làm trong ngoặc tròn trước. Và đối với bài này, nếu như các em tính dấu ngoặc tròn trước thì có nghĩa là sau khi em thực hiện phép tính này thì nó sẽ mất dấu ngoặc tròn này. Mà nó mất dấu ngoặc tròn này thì ta sẽ thay dấu ngoặc vuông này bằng dấu ngoặc tròn. Có nghĩa là 2448 ghi lại. Nhớ là cái nào không tính thì ta ghi lại nhé. Thay ngoặc vuông bằng ngoặc ngoặc tròn. Vậy chỗ này sẽ là 119 trừ 23 trừ 6 là còn 17. Đóng ngoặc tròn lại bằng. Tiếp tục ta lại thực hiện trong ngoặc trước. Trong ngoặc ta lấy 119, ta đem trừ cho 17 thì ta được 102. Vậy chỗ này sẽ là 2448 chia cho 102. Mất ngoặc luôn nhé. Và 2448 chia cho 102 ta tính ra được bằng 24. Cô có bài toán này. Các bạn thấy nó hơi cồng kềnh một tí xíu đúng không? Nó có phép lũy thừa, có phép chia, phép trừ, rồi có ngoặc tròn, ngoặc vuông, rồi ngoặc nhọn. Đừng có sợ nha tụi con, nó cồng kềnh vậy thôi chứ nó không có gì hết. Mình cứ từ từ mình làm, ta xem như bài toán này là bài toán có dấu ngoặc.
Thì nếu một biểu thức có dấu ngoặc, ta sẽ ưu tiên làm ngoặc tròn trước. Như vậy ta sẽ xét dấu ngoặc tròn này. Trong dấu ngoặc tròn này thì chúng ta thấy nó có phép chia, có phép lũy thừa nè, phép chia, phép cộng và phép nhân. Thì chúng ta sẽ ưu tiên làm phép lũy thừa trước. Nếu mà làm lũy thừa thì các em lưu ý là đây là hai lũy thừa cùng cơ số. Như vậy chúng ta sẽ ưu tiên thực hiện phép toán phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Đồng thời chúng ta sẽ thực hiện phép nhân này luôn. Sau đó chúng ta thực hiện phép cộng để làm mất cái dấu ngoặc này. Có nghĩa là những chỗ nào không làm thì chúng ta ghi lại nha các bạn. Chỗ này cô vẫn ghi lại bình thường. 12 chia 390. Tiếp tục cô đem chia. Tới đây chúng ta mở ngoặc vuông ra, vẫn mở dấu ngoặc vuông luôn nha. Và 500 ghi lại nè, trừ mở ngoặc tròn. Chỗ này 5 mũ 2 chia 5 mũ 5 chia 5 mũ 2 ta được 5 mũ 3. Cộng lấy 35 nhân cho 7 ta sẽ được 1 245. 245 đóng ngoặc vuông, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc vuông và đóng ngoặc nhọn lại. Sau đó chúng ta lại tiếp tục. Ở đây chúng ta thấy dấu ngoặc tròn này chưa được phá vỡ bởi vì ta chưa thực hiện phép cộng này, cho nên ta vẫn ghi lại tất cả. Và tới đây thì chúng ta thấy trong ngoặc tròn này nó có phép cộng và phép lũy thừa, ta sẽ ưu tiên làm lũy thừa trước. Vậy cô ghi lại 12 chia ngoặc nhọn 390 chia mở ngoặc vuông 500 trừ. Bây giờ 5 mũ 3 ta sẽ biến đổi bằng 125. Nhớ 5 mũ 3 không phải là 5 x 3 mà là 5 x 5 x 5. Kết quả bằng 125. Đem cộng cho 245. Sau đó ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn ghi lại. Bây giờ chúng ta sẽ phá được cái dấu ngoặc tròn ở đây. Mất dấu ngoặc tròn nha. Mất dấu ngoặc tròn này thì cái dấu ngoặc vuông này sẽ được thay bằng ngoặc tròn, và ngoặc nhọn sẽ được thay bằng ngoặc vuông. Vậy cô ghi lại 12 chia cho mở ngoặc nhọn nè 390 chia cho tiếp tục chỗ này à, chỗ này lúc nãy cô thay nói là thay bằng ngoặc vuông nha, tại vì ta sẽ làm mất đi một dấu ngoặc tròn chỗ này rồi. Vậy thì chỗ ngoặc vuông này cô sẽ thay bằng ngoặc tròn, 500 ghi lại trừ 125 cộng cho 245, cô được 370. Sau đó đóng ngoặc lại và đóng cái dấu ngoặc đóng như chỗ này sẽ lại đóng dấu ngoặc vuông. Tới đây ta lại tính tiếp. Ở đây nó vẫn còn dấu ngoặc nên ta thực hiện phép ngoặc tròn này. Và khi thực hiện ngoặc tròn này thì nó sẽ mất ngoặc tròn, vì vậy ta sẽ thay ngoặc vuông bằng ngoặc tròn. Như vậy chỗ này sẽ là 12 chia cho mở ngoặc tròn 390 chia tiếp cho 500 trừ 370 ta sẽ bằng là 130. Sau đó đóng ngoặc lại. Rồi ta lại thực hiện phép ngoặc tròn này, ta sẽ ghi 12 chia cho 390 chia cho 130 ta được 3. Kết quả 12 chia 3 ta sẽ bằng 4. Ở đây tụi con nhận xét cái đề bài người ta cho rất là cồng kềnh, các con nhìn rất là sợ đúng không? Nhưng đừng có sợ, hãy bình tĩnh, thật là bình tĩnh làm cái bài toán này. Từ từ từng bước một theo đúng thứ tự thực hiện phép tính và chúng ta được một cái kết quả rất là đơn giản ở đây nha. Và trong quá trình làm bài cô đã hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ thực hiện dấu ngoặc và chúng ta sẽ thực hiện các bước từng dấu ngoặc và chúng ta bỏ dấu ngoặc đi từ từ để ra được cái dấu ngoặc cuối cùng là ngoặc tròn. Thì nếu như bạn nào cảm thấy mình yếu quá thì không sao hết các bạn. Các bạn cứ viết lại dấu ngoặc nhọn này từ đầu đến cuối cũng được luôn. Tức là mất dấu ngoặc nào thì nó mất, là dấu ngoặc vuông vẫn còn thì nó vẫn là dấu con ngoặc vuông, và dấu ngoặc nhọn vẫn còn cũng được, không cần thay ngoặc cũng được nha các bạn. Tiếp theo đây thì cô sẽ hướng dẫn một cái nội dung mà học trò lớp 6 rất là sợ, bởi vì ở lớp 6 lên á, mới lên thì vẫn còn non nớt lắm, vẫn còn làm được những cái bài tập ở kiến thức của lớp 5 thôi. Nhưng mà qua lớp 6 thì chúng ta sẽ học thêm những cái mới và người ta sẽ lồng ghép với những cái kiến thức cũ, cho nên là các em rất là dễ hay bị sai ở trong cái trường hợp này. Cho nên là cô sẽ hướng dẫn kỹ cái nội dung về thực hiện phép tính tìm ít, thì các em hãy cố gắng tập trung coi cái phần toán tìm ít này thật là kỹ nha. Bởi vì nó không có một cái công thức để làm, mà qua cái quá trình rèn luyện cái kỹ năng làm bài thì mình sẽ biết làm. Và cô có một cái bí kíp mà để làm tất cả các bài toán tìm ít mà các em đều làm được hết, đều giải được hết. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi nha. Bây giờ chúng ta qua cái nội dung thứ hai, đó là toán tìm ít. Bài toán này thì cô cho là ít trừ 36 chia 18 bằng 12.
cô nhắc cái em học sinh lớp 6 là chúng ta, tại vì ở chúng ta học ở tiểu học á, thì thầy cô hay cho những cái bạn những cái bài toán đơn giản, thì các em hay có cái thầy cô hay dạy các em một cái kỹ năng, một cái máy móc á, là nếu như bên này có phép chia thì chuyển kia qua kia thành phép nhân, bên này có trừ thì chuyển qua thành cộng, bên đây có nhân thì chuyển qua thành chia, vân vân. Nhưng mà ở lớp 6 chúng ta không làm được như vậy, bởi vì lớp 6 bài toán nó sẽ được nâng cấp lên. Bây giờ đối với bài toán này chúng ta sẽ làm như thế nào? Quan sát ở vế trái nó có hai phép tính là phép chia và phép trừ. Vậy thì theo thứ tự thực hiện phép tính, chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước, phép trừ sau. Vì vậy chỗ này cô sẽ tính trước. X trừ 36 chia 18 sẽ bằng 2. Rồi 12 vế phải cô ghi lại nha. Tới đây thì bài toán này trở thành bài toán đơn giản giống như ở tiểu học. Trong đây có một phép toán trừ, x đóng vai, tìm x có nghĩa là tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy chỗ này ta x sẽ bằng 12 cộng 2. Và ta giải ra x được bằng 14. Các em quan sát câu B. Câu B các em thấy nó gần gần giống câu A không? Nó chỉ khác cái ở đây nó có dấu ngoặc nha. Thì các em lưu ý cho cô, đối với bài toán này thì nó sẽ có cách làm khác, mặc dù nó không giống, nó không khác lắm cái đề ở trên đây, nhưng nó có dấu ngoặc ở đây, nó trở thành một bài toán khác. Vậy thì cách làm bài toán này như thế nào? Thì trong bài toán này thì các em chú ý cho cô tạm gọi nha, những cái gì ở trong ngoặc thì cô không quan tâm nữa, thì cô xem như phép toán ở đây là phép ngoặc. Cô nhắc lại, đối với dạng toán này thì những cái gì nằm trong ngoặc thì cô xem như đây là một phép ngoặc và ta không quan tâm tới phép toán trong ngoặc. Đây, cô chỉ xem như vậy thôi. Các cô che cái thằng dấu ngoặc này đi thì các em thấy nó chỉ có phép ngoặc và phép chia. Thì các em cách làm bài toán này thì các em nhớ, khi cô che cái gì đi thì cô sẽ viết lại cái đó. Cô che x trừ 36, cô sẽ viết lại x trừ 36. Rồi. Sau đó chúng ta chỉ nhìn thấy, khi cô che như vậy thì chúng ta chỉ nhìn thấy phép chia ở đây, đúng không các em? Cô chỉ nhìn thấy phép chia. Thì cái thằng cô đang che này, cái dấu ngoặc cô đang che, nó đóng vai trò là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thường nhân với số chia. Như vậy x trừ 36 sẽ bằng 12 nhân 18. Tới đây thì bài toán trở nên dễ rồi các em. Các em sẽ viết là x trừ 36, lấy 12 nhân 18 ta sẽ được 216. Rồi tới đây bài toán chỉ có phép trừ thì ta ghi là x. X đóng vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, tức là lấy 216 cộng 36. Và giải ra ta sẽ được là 252. Cô có bài toán C, và bài toán C này cách làm cũng tương tự như bài toán B cô vừa mới hướng dẫn. Nhưng ở bên này vế phải chúng ta thấy nó có hai cái số này thực hiện phép chia, nó không có dính líu gì tới bên này hết, thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia này trước. Như vậy cô có 1339, cô đem chia 13 ta sẽ được 105, ta tính trước cái đã nha cho gọn nha. Vậy cô viết lại 231 trừ cho x trừ 6 sẽ bằng 105. Bây giờ chúng ta quan sát bài toán thì chúng ta thấy ở đây nó có phép ngoặc và phép trừ. Các em đừng quan tâm những phép toán trong dấu ngoặc nha. Thì chúng ta thấy có phép ngoặc và phép trừ. Cô che lại dấu ngoặc nè để cho các em quan sát. Thì cô đã nói rồi, cô che cái gì thì ta viết lại cái đó. Vì vậy cô sẽ viết lại x trừ 6. Được chưa? Rồi, bằng khi cô che lại như vậy thì chúng ta chỉ nhìn thấy một phép toán trừ ở đây thôi. Thì cô che lại, cô nhìn thấy phép trừ thì lúc này x, cái dấu ngoặc này nó đóng vai trò là số trừ, số bị trừ, số trừ hiệu. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu, có nghĩa là lấy 231 trừ đi 105. Ta tính 231 trừ đi 105 ta sẽ được 126. Vậy chỗ này ta ghi là x trừ 6 sẽ bằng 126. Sau đó đây là một bài toán đơn giản chúng ta đã học ở tiểu học. Thì ở đây nó chỉ còn có phép trừ thôi. Muốn tìm x là số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Vậy có nghĩa là x sẽ bằng 126 cộng cho 6. Và ta tính được x sẽ bằng 132.
Cô xét bài toán sau, 96 trừ 3 nhân cho x cộng 1 bằng 42. Bây giờ chúng ta nhìn ở vế trái, chúng ta có phép tán trừ, phép nhân, phép ngoặc và phép cộng. Như cô đã nói là chúng ta những cái gì nằm trong ngoặc chúng ta đừng có quan tâm. Thì theo thứ tự thực hiện phép tính, chúng ta sẽ thực hiện phép ngoặc trước, phép nhân rồi mới tới phép trừ. Thì giống như ban đầu cô giới thiệu là, ban đầu cô đã hướng dẫn là chúng ta sẽ che hết tất cả những gì chừa lại phép toán cuối cùng. Như vậy, ngoặc, nhân, trừ, thì phép toán cuối cùng sẽ là phép trừ, đúng không các em? Vậy thì cô sẽ che hết và chừa lại phép trừ thôi. Như vậy cô sẽ che đi 3 nhân x cộng 1, che hết đi để chừa lại phép toán trừ. Các em chỉ cần nhìn thấy phép toán trừ thôi, đúng không? Và cô che cái gì thì xuống hàng cô sẽ viết lại cái đó. Vì vậy xuống hàng cô sẽ viết 3 nhân x cộng 1. Bây giờ cô che đi nè, thì chúng ta chỉ nhìn thấy phép trừ thôi. Thì 96 đóng vai trò là số bị trừ. Cái biểu thức cô đang che đóng vai trò là số trừ. Và đây 42 đóng vai trò là hiệu. Vậy muốn tìm số trừ, đúng không? Cái cô đang che. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Có nghĩa là lấy 96 trừ đi 42. Rồi, tiếp tục ta sẽ làm gọn 96 trừ 42. Ta ghi lại 3 nhân x cộng 1. 96 trừ 42 ta được 54. Rồi, tiếp tục. Ở đây nó có phép nhân và phép ngoặc. Ta không xét cái gì trong biểu thức trong ngoặc nha. Chỉ có phép nhân và phép ngoặc thôi thì ta lại che cái dấu ngoặc đi. Bởi vì ưu tiên cho phép ngoặc trước nên ta sẽ che dấu ngoặc. Vậy ta chỉ còn phép nhân ở đây. Che cái gì thì xuống hàng viết lại cái đó. Rồi khi đó chúng ta thấy chỉ còn một phép toán nhân ở đây. Thì cái phần cô đang che đóng vai trò là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Có nghĩa là 54 trừ, chia cho 3. Mà 54 đem chia cho 3 ta sẽ được là 18. Vậy ta có x cộng 1 bằng 18. Tới đây bài toán dễ rồi. Đây chỉ có phép cộng, x đóng vai trò là số hạn chưa biết. Muốn tìm số hạn chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạn đã biết, tức là 18 trừ cho 1. Và kết quả x sẽ bằng 17. Ta xét ví dụ tiếp theo. Bài toán này tương tự như cách cô hướng dẫn, nhớ dùm cô nhé. Cô nhắc lại quy tắc. Bài này chúng ta thấy có phép chia và phép ngoặc. Cô nói lại những gì nằm trong ngoặc mình đừng có quan tâm, mình xem như tất cả những gì trong ngoặc là phép ngoặc. Như vậy bài này chỉ có hai phép toán thôi, đó là phép ngoặc và phép chia. Vậy theo thứ tự thực hiện phép tính, ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước và phép chia sau. Thì cô sẽ chừa lại phép cuối cùng là phép chia. Chừa lại cái gì thì cô sẽ che cái phần còn lại đi. Tức là cái phần ngoặc nè, cô chừa phép chia thì cô sẽ che hết cái thằng ngoặc. Vậy thì che hết cái ngoặc thì cô sẽ ghi lại cái ngoặc. Cô ghi lại sẽ là ngoặc vuông nè, x cộng 12 trừ 6 đóng ngoặc vuông lại bằng. Và các em thấy là khi cô ghi lại thì cái dấu ngoặc vuông này nó thừa. Cô có dấu ngoặc hay không có dấu ngoặc cũng không quan trọng, bởi vì ngoài dấu ngoặc vuông này nó không có cái gì hết. Cho nên ta có thể bỏ dấu ngoặc vuông này luôn. Và lúc này cô sẽ che đi. Che dấu ngoặc vuông, đừng quan tâm những biểu thức trong dấu ngoặc vuông nha. Không quan tâm gì trong ngoặc vuông cả. Nhìn ngoài dấu ngoặc vuông chỉ có phép toán chia. Thì chúng ta thấy đây là số bị chia. Cái ngoặc vuông này chính là số chia. Và bên kia là thương. Vậy muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. Có nghĩa là ta lấy 225 đem chia cho 5. Tiếp tục ta ghi lại vế trái, sau đó lấy 225 chia 5 ta được 45. Rồi tiếp tục nhìn, chỗ này phải có dấu ngoặc. Bây giờ nhìn ở vế trái chúng ta thấy có dấu ngoặc và phép toán trừ. Không xét phép tính trong ngoặc nha, chỉ có phép ngoặc và phép trừ. Thì ưu tiên ngoặc trước trừ sau. Vậy thì phép trừ chúng ta sẽ chừa lại, nhớ là chừa lại phép toán cuối cùng. Sau đó chúng ta ghi lại phép dấu ngoặc. Vậy chỗ này cô sẽ ghi lại là x cộng 12. Che lại các em, chừa lại phép toán cuối cùng. Thì cái phần cô đang che đóng vai trò là số bị trừ, số trừ, hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Có nghĩa là ta lấy 45 cộng 6. 45 cộng 6 ta được 51. Viết lại x cộng 12. Rồi xuống hàng chúng ta sẽ tìm x, lấy 51 đem trừ đi 12.
Và ta tìm 51 trừ 12 ta được 39, vậy x sẽ bằng 39. Cô lại có bài toán sau. Ở trong bài toán này chúng ta cũng quan tâm tới vế trái. Ở đây cô cứ cho những cái dạng này để cô muốn rèn luyện các bạn thành cái thói quen tập cái cách làm ha. Chúng ta xét cái vế trái có những phép toán gì nhắc lại những gì trong ngoặc ta không quan tâm và ta xem nó như là phép ngoặc. Như vậy trong bài này chúng ta có phép ngoặc, phép chia và phép cộng. Nhớ dùm cô là có ngoặc nè, rồi tới chia, rồi tới cộng. Như vậy thì theo thứ tự ta sẽ làm ngoặc trước, tới chia rồi mới tới cộng. Như vậy ta sẽ chừa lại phép toán cuối cùng, đó là phép toán cộng, che đi ngoặc và chia. Như vậy cô sẽ che đi ngoặc và chia. Phần ngoặc và chia cô che đi thì cô sẽ viết lại. Vậy cô sẽ viết lại 2x trừ 46, tất cả cô đem chia cho 8. Cô viết lại nha, che cái gì thì viết lại cái đó. Vậy cô che 2x trừ 46 chia cho 8 thì chỉ còn nhìn thấy phép cộng ở đây. Thì cái phần cô đang che đóng vai trò là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Có nghĩa là lấy 97 cô đem trừ đi 25. Tiếp tục ta lại viết lại vế trái, 2x trừ 46 đem chia cho 8 sẽ bằng 97 trừ 25, cô được 72. Bây giờ ta lại tiếp tục xét vế trái. Vế trái nó có phép ngoặc và phép chia. Ưu tiên ngoặc chừa lại phép chia. Vậy ưu tiên ngoặc chừa lại phép chia nhé. Chừa lại phép chia thì chừa cái gì, che cái gì thì cô xuống hàng viết lại cái đó. Che 2x trừ 46 cô viết lại. Ta che dấu ngoặc đi, còn chỉ còn lại phép chia ở đây. Thì phần cô đang che đóng vai trò là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Ta lấy 72 nhân cho 8, ta sẽ được là 576. Rồi, tới đây ta lại quan sát tiếp. Vế trái nó lại vẫn còn hai phép toán các bạn. Nó còn hai phép toán là phép nhân và phép trừ. Theo thứ tự ta nhân trước trừ sau. Vậy ta chừa lại phép sau, đó là phép trừ. Che phép nhân, che phép nhân xuống hàng, cô ghi lại phép nhân. Khi che phép nhân còn phép trừ thì phần đang che đóng vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, tức là lấy 576 đem cộng cho 46 và xuống hàng ghi lại x. 2x sẽ bằng 576 đem cộng cho 46, ta được 622. Rồi, tới đây bài toán dễ rồi các em. Muốn tìm x, ta lấy 622, ta đem chia cho 2 và ta tìm được x sẽ bằng 311. Đây là kết quả cuối cùng. Có khó không các em? Đối với bài toán tìm x, các em cứ làm theo cái cách của cô thì bài nào cũng giải quyết được nhé. Bây giờ chúng ta thử làm bài tiếp theo. Cô có bài toán đây. Bây giờ đối với bài toán này thì cô nhìn thấy ở vế phải ha, ở vế phải này nó có hai cái lũy thừa cùng cơ số thì cô nhân trước cho nó gọn gàng lại. Đừng có tính nha, đừng có lấy 5 mũ 9 rồi bấm máy tính ra coi bằng bao nhiêu nha, số rất là lớn. Đây ta thấy có hai lũy thừa cùng cơ số, áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Vậy cô viết lại vế trái 13 cộng 3 x tất cả đem nhân với 5 mũ 13 sẽ bằng 5 mũ, giữ nguyên cơ số cộng số mũ, vậy là 5 mũ 15. Sau đó chúng ta quan tâm vế trái. Ở ngoặc thì những gì trong ngoặc không quan tâm, vẫn chỉ xét nó là phép ngoặc. Như vậy ở vế trái ta thấy có phép ngoặc và phép nhân, đúng không? Vậy thì sẽ ưu tiên làm phép ngoặc trước, cho nên ta sẽ chừa lại phép toán nhân. Chừa lại phép toán nhân thì ta sẽ che phép ngoặc lại đi. Mà che cái gì thì xuống hàng viết lại cái đó. Vậy chỗ này cô sẽ ghi 13 cộng 3x cô ghi lại. Rồi bằng cái gì đây? Che rồi nha, chừa lại còn phép nhân thôi. Thì cái phần đang che đóng vai trò là số thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết. Có nghĩa là 5 mũ 15 chia cho 5 mũ 13. Rồi vế trái cô ghi lại 13 cộng 3x. 5 mũ 15 chia 5 mũ 13, hai cái lũy thừa này mà tính ra hơi bị mệt đó các em. Cho nên chúng ta phải chú ý là ta sử dụng phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Chỗ này 5 mũ 15 chia 5 mũ 13 giữ nguyên cơ số trừ số mũ 15 trừ 13 thành 2. Vậy chỗ này sẽ là 13 cộng 3x sẽ bằng 25.
Rồi, tới đây, nhìn vế trái ta lại thấy phép cộng và phép nhân, ưu tiên phép nhân trước, chừa lại phép toán cuối cùng. Vậy thì cô sẽ che lại 3x. Che 3x xuống hàng, ghi lại 3x. Che lại thì còn thấy có phép cộng thôi. Phần đang che đóng vai trò là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, tức là lấy 25 trừ đi 13. 25 trừ đi 13 ta sẽ được 12. Và muốn tìm x, ta sẽ lấy 12 chia 3 bằng 4. Như vậy kết quả của bài toán này là x bằng 4 nhé. Bây giờ chúng ta thử làm một bài nữa coi sao nha. Cô có bài toán 8 mũ 2019 nhân cho dấu ngoặc x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng 8 mũ 2020. Cách làm chúng ta cũng làm như thế nào? Ở đây các em thấy số mũ của hai anh này rất lớn, vậy thì không có việc gì mà chúng ta phải bấm máy tính để cho ra kết quả nha. Không thể tính được mà phải có kỹ năng làm bài. Bây giờ các em cũng vẫn làm bình thường. Chúng ta sẽ xét vế trái. Ở trong vế trái của chúng ta có phép ngoặc và phép nhân. Cô nhắc lại những gì trong ngoặc không quan tâm nha. Vậy thì ở vế trái có ngoặc và nhân. Vậy thì theo thứ tự chúng ta sẽ làm ngoặc trước nhân sau. Vậy ta chừa lại phép toán nhân, che phép ngoặc. Vậy che cái gì? Cô xuống hàng viết lại cái đó. Cô sẽ viết lại x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng. Khi cô viết như vậy thì chúng ta, khi cô che lại như vậy thì cái phần cô đang che đóng vai trò là thừa số chưa biết. Ở đây có phép nhân nè các bạn, đóng vai trò là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết, tức là lấy 8 mũ 2020 chia cho 8 mũ 2019. Rồi, các em quan sát vế trái thì các em thấy 8 mũ 2020 và 8 mũ 2019, đây là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Vậy ta xuống hàng viết lại x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng. Kết quả này sẽ được giữ nguyên cơ số trừ số mũ. 8 mũ 020 trừ cho 2019 sẽ ra bằng 1, mà 8 mũ 1 thì bằng 8. Tới đây, tới bước này chúng ta sẽ làm như thế nào các em? Ở đây các em thấy bên này có lũy thừa, còn bên này là số tự nhiên. Thì hoặc là chúng ta phải đưa về cùng số tự nhiên, hoặc là đưa về cùng lũy thừa. Ở đây nó dính tới x thì không thể nào đưa về số tự nhiên được, x và phép tính được. Vậy thì chắc chắn cái số 8 này ta sẽ đưa về lũy thừa. 8 thì bằng 2 nhân 2 nhân 2, có nghĩa là 3 số 2 nhân lại. Vậy chỗ này sẽ là x trừ 2 tất cả mũ 3 cô ghi lại. Mà 3 số 2 nhân lại có nghĩa là 2 mũ 3. Ở đây chứ các em thấy đây là hai lũy thừa. Hai lũy thừa bằng nhau, hai số mũ bằng nhau thì hai cơ số sẽ bằng nhau. Đó là cái chú ý cần nhớ nha. Hai lũy thừa bằng nhau. Trong bài toán tìm x nó sẽ có lũy thừa, có cơ số và số mũ. Mà nếu hai cái lũy thừa bằng nhau, hai số mũ bằng nhau thì suy ra được hai cơ số bằng nhau. Vậy chỗ này cô sẽ suy ra được hai cơ số là x trừ 2 sẽ bằng 2. X trừ 2 bằng 2 thì bài toán này muốn tìm x ta sẽ lấy, tìm x là số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, tức là ta lấy 2 cộng 2. Mà 2 cộng 2 thì bằng 4. Đây là kết quả cuối cùng. Và qua cái ví dụ này cô cần phải chú ý các bạn là ở cái bước này nha, chúng ta có, ở cái bước này thì các bạn cần nhớ dùm cô, nó sẽ có hai cái lũy thừa, có cơ số và có số mũ ha. Đối với lũy thừa thì nó sẽ có lũy thừa, cơ số và số mũ. Nếu hai lũy thừa, mà nếu như hai lũy thừa bằng nhau, hai cơ số bằng nhau, các em sẽ suy ra được hai số mũ bằng nhau. Cơ số bằng nhau, số mũ bằng nhau sẽ suy ra được hai lũy thừa bằng nhau. Lũy thừa bằng nhau, số mũ bằng nhau sẽ suy ra được cơ số bằng nhau. Tức là có hai trong ba yếu tố này bằng nhau thì sẽ suy ra được yếu tố còn lại bằng nhau. Đó là phần này cần phải chú ý nha. Lên lớp 7 các em cũng sẽ gặp bài toán như thế này. Hôm nay cô vừa mới ôn luyện dạy cho các bạn về cái nội dung về lũy thừa, là cái mới mà các em học trong chương trình lớp 6. Và đã hướng dẫn các em thực hiện phép toán nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số, thứ tự thực hiện các phép toán. Và chú ý là cái thứ tự này nó có lồng ghép cả lũy thừa trong đó. Thì có cái, những cái bài tập mà cô hướng dẫn, tất cả những cái bài tập này là cô đã chọn lọc từ dễ đến khó. Thì các em sẽ cố gắng làm, tập làm.
Và nhớ cái quan trọng nhất là cái kỹ năng làm bài toán tìm ít ha. Thứ tự thực hiện phép tính thì nó dễ rồi, các em cứ thực hiện theo thứ tự mà mình đã được học. Nhưng cái bài toán tìm ít này bắt đầu nó lồng ghép và nó khó, nó đưa dấu ngoặc vào. Các em sẽ rất là dễ bị sai và dễ bị nhầm lẫn. Thì các em cố gắng chú ý dùng cô cái kỹ năng làm bài đó. Ok, bây giờ thì cô sẽ tạm dừng bài học ở đây để dành thời gian cho các em làm bài tập, rèn luyện bài tập cho thành thành thạo nha các em, để làm bài kiểm tra ở trong lớp cho thật là tốt nha. Và tiết sau chúng ta sẽ học tiếp nội dung này, cô đã dạy tới bài thứ tự thực hiện phép tính luôn đó. Thì nội dung tiếp theo thì cô sẽ dạy trong thời gian tới. Và hy vọng rằng bước qua một cái bài mới thì các em đã vững chắc những cái nội dung cũ mà cô đã ôn luyện nha. Chúc các em học thật là tốt. Và xin chào tạm biệt các em, và hẹn gặp lại các em ở video kỳ tới.